Ban Thường vụ Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam nhận được tin buồn, Trưởng Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa đã thất lọc vào ngày Chủ nhật, 24 tháng 10 năm 2021 tại tư gia ở Potomac, Maryland, hưởng thọ 98 tuổi. Ban Thường vụ Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam xin thành kính phân ưu